buffet. Bạn về lâu chưa? Hả? À, hôm nay được nghỉ thế. Đi chăn cái gì? Hả? Đi ăn gì? Không làm gì ăn à? Có gì đâu mà. Sao không có cái gì? Mẹ em trong tủ lạnh đầy các loại mấy kia không có gì. Cái gì được? Thế đây bây giờ ăn cái gì đây? Lát tao đi. Hả?